chẳng là anh đây đã say vẫn vương em người ơi. Dù là ngày mai có như thế nào thì anh vẫn dõi theo cạnh bên hoa trắng xa xôi em ơi. Ngày này em ơi cớ sao phải đau buồn vì còn anh đây ở mai thì sao chẳng buồn. Dù là cho có đớn đau hay u sầu thì lại gần bên để anh vỗ về và rồi yêu thương em ơi. Em ơi là anh nói cho vài lời chẳng là anh đây đã say vẫn vương em người ơi. Dù là ngày mai có như thế nào thì anh vẫn dõi theo cạnh bên hoa trắng xa xôi em ơi. Ngày này em ơi cớ sao phải đau buồn vì còn anh ấy ở mãi vì sao chẳng buồn. Dù là cho có đớn đau hay u sầu thì lại gần bên để anh vỗ về và rồi yêu thương em ơi. Tại đây anh sẽ gửi cho em một bầu trời đẹp và trong xanh, đưa cho em cả trái tim nhỏ bé và sẽ nhốt em lại ở trong anh, vẽ cho ta thêm một bức tranh và thêm vài nét cho bầu trời thêm trong lành và sẽ cho em thấy được cảm giác hạnh phúc tới nào khi được ở bên anh. Hãy đưa đôi ta anh nắm, sẽ đưa em qua khắp mọi nẻo đường xanh thẳm, chở em đi qua từ con phố những ngày yêu ta không tính vào con số, vì ta sẽ còn yêu lâu dài chứ đâu phải tính vào ngày một ngày hai. Nếu như em chấp nhận lời yêu thì đưa đôi tay cùng anh đi mãi mãi nhé. Tại đây đưa tay anh nắm sẽ đưa em qua con phố nhỏ, đèn đường dù có lu mờ nhưng có em vẫn cố tỏ. Cùng em qua con đường dài mình nắm chặt tay mặc kệ ngày mai, chỉ cần được bên nhau hiện tại anh sẽ viết cho em cả một tương lai. Ngày này em ơi là anh nói cho vài lời chẳng là anh ấy đã say vẫn thương em người ơi. Dù là ngày mai có như thế nào thì anh vẫn dõi theo cạnh bên hoa trắng xa xôi em ơi. Ngày này em ơi có sao phải đau buồn vì còn anh ấy ở mãi vì sao chẳng buồn. Dù là cho có đớn đau hay u sầu thì lại gần bên để anh vỗ về và rồi yêu thương em ơi. Lại đây anh nói cho mẹ này hạnh phúc nằm ở bên đây mà, còn gắn đôi chị để làm gì, ta sẽ về chung một mai nhà. Ơi em ơi em ơi em à. Em ơi là anh nói cho vài lời chẳng là anh ấy đã say vẫn thương em người ơi. Dù là ngày mai có như